Thưa quý vị, trước khi đi đến quyết định sinh con, thường là nhiều người hay nghĩ đến vấn đề về tài chính mà lại quên để ý đến những vấn đề có liên quan đến sức khỏe sinh sản. Nhưng quý vị có biết rằng nếu như chuẩn bị không tốt về vấn đề sức khỏe thì sẽ gây ra ảnh hưởng rất là lớn đến khả năng thụ thai, chất lượng phôi thai và sức khỏe của bà mẹ, trẻ em sau này. Và chính vì vậy, chuẩn bị những gì và chuẩn bị ra sao? Mời quý vị hãy cùng theo dõi trong một kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay. Bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng và tập thể dục để giảm cân ư? Nếu thật sự là như vậy, hãy từ bỏ ngay suy nghĩ này, trừ phi bạn phải giảm cân vì béo phì theo như chỉ định của bác sĩ. Bởi vì việc giảm cân có thể ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt và sức khỏe sinh sản của bạn. Cơ thể phải được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì mới giúp tăng khả năng thụ thai. Và khi cơ thể được cung cấp đầy đủ, thai nhi sẽ phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó, người mẹ tránh được các bệnh về huyết áp cao và tiểu đường. Nếu như công việc của chị em luôn trong tình trạng quá tải, khiến cho cơ thể của chúng ta mệt mỏi và đầy lo lắng. Vậy thì hãy sắp xếp lại công việc, giảm bớt áp lực và dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Quá căng thẳng và áp lực công việc sẽ khiến cho phụ nữ khó có thai hơn. Sự lo lắng cũng khiến cho thời điểm rụng trứng thay đổi hoặc ảnh hưởng đến khả năng bám vào tử cung của phôi. Vì vậy, hãy hạn chế bớt áp lực công việc và dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn nhiều hơn trước khi có ý định mang thai. Nhiều chị em hiện nay vẫn dùng thuốc tránh thai và cho rằng khi nào muốn mang thai thì chỉ cần ngừng uống thuốc là được. Nhưng thực tế ra, nếu như có ý định mang thai, chúng ta sẽ phải ngừng uống thuốc trước 6 tháng và chuyển sang sử dụng những biện pháp tránh thai khác. Phụ nữ trước khi mang thai cần phải ngừng uống thuốc tránh thai trước 6 tháng và chuyển sang các biện pháp tránh thai khác để đảm bảo cho sức khỏe của thai nhi. Bên cạnh đó, trứng trong vòng 14 ngày từ khi sinh ra đến khi chín rất dễ bị tác động xấu từ các loại thuốc. Do vậy, nếu không thật sự cần thiết, 20 ngày trước khi thụ thai, không nên uống bất cứ loại thuốc nào, cũng như sử dụng rượu, cà phê, thuốc lá. Trước khi mang thai, bạn nghĩ rằng không cần phải chuẩn bị gì, vì nếu có vấn đề xảy ra, đã có sẵn cả kho kiến thức từ ba mẹ, anh chị và bạn bè đi trước rồi. Nhưng thực tế, nếu như có những tình huống bất ngờ xảy đến mà không có ai bên cạnh, thì sao? Vì vậy, hãy tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết về sức khỏe sinh sản để khi cần là có thể đem ra sử dụng ngay mà không phải lo lắng là không có người ở bên cạnh bạn. Việc chuẩn bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe sinh sản không chỉ giúp cho các chị em có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe cũng như tâm lý trước khi mang thai, mà còn giúp cho các chị em chủ động phòng ngừa những bệnh tật liên quan đến sức khỏe sinh sản, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai và sinh con như viêm nhiễm phụ khoa, những bệnh lây qua đường tình dục và có những biện pháp xử lý đúng đắn để bảo vệ sức khỏe sinh sản cho bản thân mình. Thưa quý vị, bên cạnh những điều mà Diễm Loan vừa chia sẻ thì chị em phụ nữ còn cần phải chuẩn bị những gì trước khi mang thai? Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thắm đến từ Bệnh viện Phụ sản Mekong. Các chị em mình trước khi mà quyết định có thai thì chúng mình nên đi khám sức khỏe sinh sản. Và các bác sĩ sẽ cho chúng ta những cái lời khuyên là chúng ta nên làm cái gì và cần phải làm cái gì. Bác sĩ sẽ khám sức khỏe tổng quát cũng như là bác sĩ sẽ đề cập những cái vấn đề mà chúng mình cần phải kiểm tra trước khi mang thai. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên làm một số các xét nghiệm tổng quát để kiểm tra về sức khỏe tổng quát. Ví dụ như là kiểm tra một cái công thức máu xem có thiếu máu hay không. Kiểm tra nhóm máu xem là mình có thuộc nhóm máu hiếm hay không. Kiểm tra xem là có đường huyết có ổn định không, có bình thường hay không. Kiểm tra chức năng gan, chức năng thận. Cũng như là làm thêm các xét nghiệm khác như tổng phân tích nước tiểu, nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục như là viêm gan siêu vi B, giang mai, HIV. Việc kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai còn giúp các bác sĩ sản phụ khoa khám và phát hiện ra xem là mình có bị viêm nhiễm phụ khoa hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta có viêm nhiễm phụ khoa thì việc chữa trị trước khi mang thai là rất quan trọng. Bởi vì viêm nhiễm phụ khoa có thể là một trong những nguyên nhân gây sảy thai, có thể gây vỡ ối sớm, ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé.
Bên cạnh cái việc mà chúng ta đi khám để phát hiện sớm các bệnh lý về phụ khoa, viêm nhiễm phụ khoa, thì trên hết việc mà giữ gìn vệ sinh cơ thể, giữ gìn vệ sinh phụ nữ như thế nào để chúng ta không bị mắc các bệnh phụ khoa thì là một cái vấn đề tiên quyết. Chúng ta luôn luôn nhớ một cái phương châm là phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Việc giữ vệ sinh hàng ngày thì chúng ta chú ý một số cái nguyên tắc là chúng ta chỉ cần rửa một ngày 2 lần là được. Chúng ta dùng vòi và chúng ta rửa ở ngoài, rửa theo hướng từ trước ra sau. Và nhớ là không có thụt rửa sâu trong âm đạo. Thì chúng ta nên sử dụng cái dung dịch nước rửa nào mà từ trước đến giờ chúng ta thấy nó phù hợp. Và khuyên thì nên dùng trong những khi mà những ngày mà có viêm nhiễm hoặc là những ngày mà chúng ta bị hành kinh. Bên cạnh đó thì người ta khuyên là 6 tháng trước khi mang thai thì chúng ta cũng nên đi chích ngừa như là viêm gan siêu vi B nếu chúng ta chưa chích ngừa, hoặc là chích ngừa ung thư cổ tử cung. 3 tháng trước khi có thai, thứ nhất chúng ta nên đi chích ngừa rubella và chích ngừa cúm. Bởi vì chúng ta biết rằng rubella, nếu mà chúng ta đang có thai mà chúng ta bị nhiễm rubella thì cái tỷ lệ mà gây dị tật cho bé lên tới 80%. Và chúng ta nên uống bổ sung thêm viên sắt và viên acid folic. Thì người ta chứng minh rằng là khi mà chúng ta uống bổ sung viên acid folic 3 tháng đến 6 tháng trước khi có thai thì sẽ giảm được cái tỷ lệ dị tật ống thần kinh cho em bé. Hy vọng là cùng với những chia sẻ của bác sĩ và chương trình ngày hôm nay thì chị em phụ nữ khi quyết định mang thai sẽ có được sự chuẩn bị thật là tốt để có thể chào đón những thiên thần nhỏ thật đáng yêu và khỏe mạnh sinh ra đời. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị.